Xin chào tất cả các bạn. Tiếp tục với series lập trình vi điều khiển STM32F4 sử dụng kit STM32F4 Dictionary. Lần trước mình đã giới thiệu đến cách sử dụng timer để còn phải delay chính xác này, để còn đọc cái trạng thái của nút nhấn. Thì cũng như trong cái video trước mình nói, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một cái tính năng nữa của timer, đó là dùng để tạo cái xung PWM, tức là điều chế tự động xung ạ. Về cái lý thuyết để chế độ tự động xung thì là cái gì thì các bạn tìm trên Google nhé. Cái này mình quen rồi thì mình cũng không giới thiệu thêm. Mình chỉ giới thiệu là cách sử dụng cái tính năng PWM trên cái kit E4 nó như thế nào thôi. Thì mình sẽ hôm nay mình sẽ sử dụng lại cái project lần trước này, project timer 6. Mình trở thành để chế độ tự động xung này. Các bạn cũng mở project lên. Sửa lại tên project cũng như các video trước mình làm thôi. Đấy, và trong cái ví dụ trước thì mình đang sử dụng cái timer 6 này tạo delay chính xác này. Bạn xem trong cái tài liệu mô tả tính năng của vi điều khiển ấy, thì các bạn tìm đến cái phần timer 9 đến timer 14, nó sẽ giới thiệu mô tả về các tính năng của các timer này. Thì trong các tính năng đấy ấy, nó có một tính năng gọi là tính năng tạo ra cái xung điều chế độ rộng này. Các bạn xem nhé, sự khác nhau giữa các timer thì trong này nó cũng có mô tả. Thì timer từ timer 9, mình kéo xuống phía dưới một chút này, bạn thấy cái sơ đồ của nó có giống so với cái timer 6 không? Đây, cái ví dụ như cái sơ đồ của timer này nó có giống với timer 6 không? Cái phần từ phía trên này trở lên nó y hệt trên timer 6 đúng không nào? Thêm cái phần phía dưới này, phía dưới này là cái phần đây là gọi là tín hiệu đầu vào này, dùng để ví dụ như là chẳng các bạn trong dùng để gọi là cái chức năng cartoon ấy, chức năng bắt xung ấy. Còn phía bên này là cái phần đầu ra để tạo ra xung điều chế này. Đấy, các bạn xem cái phần nguyên phần phía trên này, cái module T-Bay ấy, nó y hệt như timer 6 đúng không nào? Các bạn xem lại cho timer 6 nhé. Đấy, các bạn thấy không? Nó có giống không? Nó như là y hệt nhau đúng không nào? Nó cũng có bộ chia tuần này, có thanh ghi đếm, thanh ghi làm lại này. Thì phía trên timer phía trên nó cũng như thế. Đấy, các bạn xem thấy đúng không nào? Nó cũng có cái phần thanh ghi làm lại này, thanh ghi đếm này, thanh ghi chứa cái hệ số chia này. Đấy, y hệt nhau đúng không nào? Tức là cái module T-Bay của nó giống hệt nhau này. Có thêm cái phần output này để phần tạo cái xung điều chế này. Sự khác nhau giữa các timer này thì trong tài liệu này nó cũng có mô tả. Mình Johnson này, đây cái phần timer 9 và timer 12 thì nó có tối đa là 2 kênh. Bạn xem cái phần thông số này nhé, là 2 kênh này. Đây nó là có 2 kênh. CH1 và CH2 này, bên này cũng thế. Còn cái timer 10 với timer 11, 13, 14 ấy, thì nó chỉ có một kênh thôi. Đây, nó mô tả trong tài liệu này. Thì các bạn xem sơ đồ nó cũng chỉ có một kênh thôi, là CH1 thôi. Đấy, sự khác nhau giữa các timer này thì về những cái điểm cơ bản thì nó cũng là như vậy đấy, nó chỉ khác nhau như vậy thôi. Còn cái module T-Bay ấy thì giữa các timer này so với timer 6 là nó mình thấy nó y hệt nhau đấy, nó cũng gọi là không khác biệt nhau. Mình sẽ ứng dụng cái timer, hôm nay mình sử dụng timer 10 đi, timer 10 để tạo ra cái xung điều chế. Đây là cái đoạn code mình đang dùng timer 6 này. Mình xóa những cái phần dùng thanh ghi đi, vì mình cũng sẽ giới thiệu các bạn dùng thư viện. Hiện tại là đang sử dụng timer 6 để tạo delay này. Bây giờ mình sẽ sử dụng lại cái đoạn code này để khởi tạo cho cái thằng timer 10. Mình cứ để nguyên cái phần timer 6 nhé. Thì mình cũng tí nữa mình cũng sẽ sử dụng cái phần delay của nó, cũng có ứng dụng trong ví dụ này. Thì mình copy cái đoạn code khởi tạo timer này, mình sửa thành timer 10. Timer 10 thì như là trước giới thiệu nó theo cái nhánh là app2. Đây mình sửa thành app2 nhé. Các bạn cũng có thể xem thêm trong cái
file mà mô tả cái các cái mẫu hàm của thư viện chuẩn đây. Thì các bạn cũng thấy là nó trong cái timer 10 chúng ta nó trong cái nhánh là APB2 của module RCC. APB2 đây là AHB, đây là APB2. APB2 đây rồi. Các bạn thấy cái phần timer 10 chúng ta là nó nằm trong cái nhánh APB2 đây. Đúng không? APB2. Cái hàm mà dùng để khởi tạo thì nó cũng đây mình đã sửa thấy rồi, APB2. Và cái timer này là chạy cái tần số là đầu vào là 168 cơ chứ không phải là 84 như cái timer 6. Chỗ này mình sẽ sửa thành ví dụ mình muốn cho nó cái hệ số chia nó là 168 đi. 186 chứ nhỉ? 168 thì để cho cái mỗi cái xung qua cái bộ chia rồi thành con 1 mê đi cho nó dễ tính đi. Đây mình sẽ là 168 trừ 1 này. Đây chỗ này mình sẽ sửa thành timer 10. Như vậy là cái phần sau cái đoạn lệnh này thì cái timer 10 chúng ta sẽ được chạy với cái tần số đầu vào là 1 mê. Bây giờ giả sử mình muốn tạo cái xung với cái tần số xung PWM là 100 kHz chẳng hạn. 100 kHz thì các bạn là 1 mê thì các bạn sẽ cho cái giá trị nạp lại là bằng mình sẽ cho nó nạp đến 10 đi thì nó sẽ quay lại đúng không nào? Mình sẽ dùng chỗ này là bằng 10 trừ đi 1 này. Như vậy là cái phần nạp lại sẽ được nạp lại với cái tần số là 100 kHz nhé. Sau đó thì mình sẽ khởi tạo cái timer này ở cái chế độ là tạo ra cái xung điều chế. Các bạn xem trong cái module timer tìm ra. Các bạn sẽ thấy cái hàm dùng để khởi tạo cái kênh CH1 làm xuất tín hiệu PWM. Cái này là chỉ có một kênh thôi, cái timer 10 chỉ có một kênh thôi. Thì các bạn tìm đến cái hàm tên là tim OC init, nếu mình nhớ không nhầm, đây tim OC init. Hàm này các bạn cũng khai báo là cái biến tim OC init tai đây. Copy cái chỗ này vào đi. Mình đặt tên là PWM init đi ạ. Sau đó các bạn gắn các cái giá trị vào các trường của cái biến này. Nó cũng có rất nhiều tham số, nhưng mà như mình nói trước đấy, cái thư viện sender này nó viết chung tất cả các timer vào một cái thư viện này. Các timer khác thì nó nhiều chức năng hơn thì nó sẽ nhiều trường hơn, nhưng mà cái timer 10 chúng ta là các bạn không cần phải gắn tất cả các trường nhé. Mình chỉ cần gắn vào cái thứ nhất là cái chỗ phần pool này. Mình kiểm tra xem nào, phần pool này sẽ là chứa cái giá trị không, đầu tiên là cái chế độ đi. Chế độ nó là mình muốn cho thành chế độ PWM đi. Thì các bạn xem cái giá trị cái trường mode của nó đây. Nó có mấy giá trị đây, là PWM1, PWM2. Thì mình, một lát nữa mình sẽ giới thiệu xem là hai cái chức năng PWM1, PWM2 này nó khác nhau cái gì. Đầu tiên mình sẽ khởi tạo cái chức năng PWM1 đi. Đến cái phần này là tín hiệu cái mức tích cực này, tích cực mức cao mức thấp này. Mình xem cái các cái tham số, các thông số của nó các bạn xem vào trong, các bạn bấm vào đây này. Đây, nó sẽ đến có các cái giá trị nhận được thì có thể là cao hoặc thấp này. Đây mình chọn là thử cho cao trước đi. Một lát mình cũng sẽ giới thiệu ví dụ thấp luôn. Cùng là đến cái chỗ này. Đây chỗ này chính là cái gọi là cái phần trăm hoặc là cái thời gian mà cái mức tích cực ấy nó xảy ra này. Ví dụ mình cho bằng cái kia phần trên là phần tần số, phần thời gian mà lặp lại thì mình đã được là 10 đúng không nào? Mình cho cái này bằng 2 đi chẳng hạn. Vì là giá trị chúng ta cũng chỉ từ 0 cho đến 10 thôi đúng không nào? Cao hơn thì nó sẽ ngoài cái khoảng thời gian mà lặp lại của cái chu kỳ đấy. Tiếp theo là đến cái phần mình sẽ cho cái
phần end, cái phần gọi là acoustic này, mình cho nó thành enable đi. Acoustic. Như vậy là mình đã gắn đủ các thông số này, là chế độ là PPFM này, cực tính của xung đầu ra là ở mức cao này, thời gian xung tích cực này, và cho phép xung xuất ra này. Mình gọi cái hàm khởi tạo PPFM là team cinit. Bạn xem cái hàm nó team oc1 init này, bạn copy hàm này vào team 10. Như vậy là xong cái phần khởi tạo phía hammer. Bây giờ các bạn muốn nó xuất ra thì các bạn phải xem nó xuất ra ở chân nào, đúng không nào? Thì các bạn tra cứu trong cái datasheet này, các bạn tìm đến cái phần là alternate function mapping này. Các bạn tìm cái nhánh là team 8911 đây, thì các bạn xem cái hammer 10 nó rơi vào chân nào thì mình có thể xuất ra chân đấy. Hammer 10 đây, đúng không nào? Nó có thể xuất ra chân VP8 này. Bạn kéo tiếp xuống phía dưới xem nó có còn chỗ nào nữa không. Đây, nó cũng có một chỗ nữa là chân PF6. Như vậy là hết rồi đấy, cũng chỉ có hai vị trí đó xuất ra được sơn của cái tham 10 thôi. Thì mình sẽ sử dụng cái chân PB đi, PB8, đúng không? PB8 đây, tham 10 CH1 đây. Mình sẽ cho cái xung xuất ra chân PB8 nhé. Muốn như vậy thì mình cần phải khởi tạo cái chân PP8 ở chế độ cho phép cái xung nó xuất ra. Đây thì mình sẽ sử dụng lại cái phần phía trên này đi, cái phần đây mình đang dùng cổng D, đúng không nào? Mình copy cái phần khởi tạo này đi, mình cho nó xuống phía dưới này. Đây mình sử dụng là cổng B này, hoặc là AF, chân là chân 8. Mình sửa thành D, thành B. Như vậy là mình đã khởi tạo cái chân PB8 ở cái chế độ là alternate function nữa. Tiếp theo là mình cần phải một cái hàm nữa cho phép cái timer 10 nó gắn cái chức năng xuất xung ra ở chân PB8. Bạn tìm đến cái module CPIO ạ, có cái hàm pin AF config này. Các bạn copy cái hàm này đi, ngay ở B, đúng không nào? Các cái đối của nó các bạn xem ở đây, cổng nào này, chân số bao nhiêu này, chức năng gì này, thì mình sẽ dùng là cổng CPIO 8, đúng không? PB8 đấy, mình copy đoạn này, này thành 8 này. Mình muốn chức năng gắn với là tham 10 thì đây mình sẽ copy đối thứ ba lại cái đối này đi. Như vậy là các bạn đã xong cái phần khởi tạo cái timer 8 này, cho nó xuất xung ra ở cái chân PB10. Mình sẽ thử biên dịch rồi thì mình nạp vào chip xem là nó có chạy đúng chưa nhé. Nếu nó chưa chạy đúng thì mình cũng lại sửa tiếp thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Mình sẽ nạp vào chip. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là cái chức năng PPFM nó chạy đúng chưa. Đây, nó đã có xuất ra xung, đúng không nào? Các bạn xem nhận thấy đây là đúng không nào? Mình tính là 100 kHz, nó ra đúng 100 kHz này. Thời gian tích cực là tích cực ở mức cao, thời gian tích cực là 2 microgiây, đây đúng không nào? 2 microgiây. Tiếp theo là các bạn tìm hiểu thêm xem là cái chỗ PPFM1 với PPFM2 khác nhau ở chỗ nào. Thì các bạn xem trong cái tài liệu của timer nhé. Cái phần thanh ghi á, các bạn tìm đến cái thanh ghi kiểm tra xem. Mời đây, chỗ này này, sẽ chính xác ở chỗ này đấy. Các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy đây. Có cái thêm mua cái kiểu là PPFM1 này, PPFM2 này. Đấy, thì nó sẽ mô tả bên này này. Nếu như chế độ PPFM1 ấy, thì là cái xung ta cái đầu ra sẽ được active khi mà cái
giá trị thanh ghi đếm ấy, nó nhỏ hơn cái thanh ghi gọi là cái phần mà CCR này. CCR mình nạp với giá trị là 2, tức là cái thời gian active của chúng ta sẽ là đây, từ cái đoạn 0 cho đến 2 microsecond đây. Còn cái phần nếu như mà cái chế độ PBKM2 ấy thì nó sẽ active ở cái phần ngược lại, tức là khi mà giá trị của thanh ghi CRT này nó lớn hơn cái giá trị của thanh ghi mà trong cái được ghi vào thanh ghi CCR này. Đây, nếu như mình thử thay đổi luôn trên cái code này nha, để bạn theo dõi nhé. Thế là mình sửa thành Morse 2 đi. Rồi mình sẽ nạp lại vào chip, các bạn sẽ xem nó thay đổi như thế nào nhé. Bạn sẽ thấy cái thời gian mức active vẫn là mức cao đúng không nào? Nhưng nó tí ở cái phía ngược lại đây, tức là cái đoạn đấy, như trong cái tài liệu nó mô tả đây thì gọi là cái sự khác nhau giữa Morse 1 và Morse 2 đấy, nó là như thế này. Đấy, các bạn xem trên hình thì chắc là nó dễ hiểu hơn so với mình nói nữa. Đấy, nếu như mà Morse 1 đấy thì nó active được cái phần 2 microsecond này, nhưng nếu như Morse 2 nó sẽ active được cái phần sau này cơ. Tiếp theo là các bạn thay đổi cái thông số phía dưới này đi. Là active mức cao mức thấp thì chắc là nó cũng dễ rồi, nhưng mình cũng thử ví dụ luôn nhé. Đây, mình cũng cho active là chế độ 1 đi. Cái này mình cho thành kiểu thấp đi, kiểu thấp. Đây, các bạn sẽ cũng nạp vào chip này. Đây, các bạn thấy không nào, mức thấp này, 20 giây này, chế độ 1 này đúng không nào. Mình sẽ chuyển thành tiếp ở mức thấp rồi này, chế độ 2 đi, xem là nó như thế nào. À, bạn thấy là nó cũng cái xung đột là nó lại giống với cái chế độ 1 khi mà anh tiếp ở mức cao, đúng không nào. Kết hợp giữa hai cái biến chỗ này là chế độ PBKM 1 PBKM 2 và anh tiếp mức thấp anh tiếp mức cao, chúng ta có 4 trường hợp nhưng mà nó chỉ tạo ra hai cái đoạn xung như này thôi. Các bạn có thể gọi là sử dụng cái chế độ mà theo cái nhu cầu các bạn. Hay mình cũng sửa lại thành PBKM 1 này, anh tiếp mức cao này. Bây giờ sẽ có một cái vấn đề là nếu như các bạn muốn thay đổi cái độ rộng xung khi mà chương trình chạy thì các bạn làm như thế nào. Thì đây mình sẽ sử dụng cái hàm trong thực hiện, đây là hàm chỗ phần timer ấy. Các bạn kéo xuống phần timer là tim set compare đây. Đây, ví dụ như là mình đang sử dụng đây là nó cái thời gian nó phát ứng này là 2/10 là 20% đúng không nào. Bây giờ mình giả sử mình muốn chạy mình thay đổi nó lên khoảng 50% hay là 40% chẳng hạn như thế nào thì mình sẽ tiếp code chỗ này nhé. Ví dụ như là các bạn muốn cho nó thành active là 4 microsecond chẳng hạn thì các bạn dùng cái hàm tim set compare này chẳng hạn này. Cái này mình cho nó là khoảng 4 đi. Rồi sau đó thì là mình cho nó bằng 8 đấy chẳng hạn, các bạn xem thay đổi như thế nào nhé. Tim 10 nó có thay đổi trong khi mà chạy, nó có thay đổi không này. Dịch chương trình này, nạp lại bản chip này. Chạy kiểm tra xem nhé. Đúng rồi, đoạn này là 8 đúng không nào, active là 8 microsecond. Cái đoạn đầu sẽ là 4. Nhưng cần thiết thì mình sẽ gắn thêm một thêm nữa để nhìn cho nó rõ. Đây, cái này là 4 này. Đấy là cái phần mà mình các bạn giới thiệu các bạn là muốn thay đổi cái độ rộng xung trong khi chạy chương trình thế nào. Đây là mình phần khởi tạo này, mình cho nó là active là 2 microsecond. Thì bây giờ mình muốn thay đổi cái mức active đấy trong khi chương trình chạy thì thay đổi như thế nào, thì các bạn dùng cái hàm là tim set compare này nhé. Như vậy là mình cũng giới thiệu xong cái phần là chức năng PBKM. Mình cũng định làm luôn cái phần giới thiệu là sử dụng cái PBKM này để còn giải mã cái RFID.
Mình sợ là cái video nó quá dài, các bạn theo dõi các bạn thấy nó dài quá, thì mình sẽ chuyển cái chức cái phần giới thiệu giải mã RFID cái video sau. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn các bạn.